Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Zoro Win, Zoro của Thật Jimmy. Rất vui được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại game One Piece Niên Thiếu, tức là game One Piece Voyage Chonchon gì đó, nói chung là tên tiếng Anh mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ trở lại với phần 4 nha. Như phần 3 anh em thấy thì mình quá đen luôn, mình quay hết vé tím cũng như là hết vé kim cương luôn, nhưng mà cũng chỉ được thêm thanh niên Buget. Thanh niên Buget là một nè, với lại mình quay thêm nữa ra được con Usopp Wano nha anh em, rất là buồn luôn. Thì thật ra như vậy thì nó cũng giúp cho mình ít bữa nâng sao nó sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì con này thì mình cũng không có thiết tha gì lắm, tại vì nó cũng không mạnh lắm nha. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với phần 4 nha anh em. Hôm nay thì mình sẽ chính thức quay thêm 10 vé, tức là 2.200 kim cương. Thì mình đang có 2.800 nè anh em. Đấy, mình vừa lên gấp 30 cho nên nhận được thêm 500 kim cương luôn. Và ngoài ra thì mình có thêm 2 lần ngẫu nhiên để lấy tướng 5 sao rồi nha anh em, rất là ngon luôn. Thì hôm nay tổng cộng nếu mà may mắn, nếu mình quay 10 vé kia là được một con, thì thêm 2 con kia là tổng cộng là được 3 con nha anh em. Thì không biết là sẽ ra con gì. Đó, chúc em nghe vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe để kênh ủng hộ cho mình. Mà nào chưa like, chưa subscribe thì nhớ nhấn like, subscribe nha. Đây là game One Piece Voyage Chonchon gì đó. Nói chung là mình có để tên trên cái hình của thumbnail, hình của clip nha, cho nên là anh em có thể nhìn giúp mình. Hoặc là anh em đơn giản anh em ra Google, anh em viết OB xong cách ra viết chữ vô là nó tự động ra cái tên của game à, nó rất là dễ thôi. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ cố gắng đi nốt thêm một trận nữa nha, tại bây giờ một trận rồi thôi là mình sẽ nhận được rồi nè. Ok, với lại mình lát là mình sẽ đi leo tháp cho anh em xem luôn. Bây giờ mình ra mình leo tháp cho anh em xem nè. Leo tháp là cái chỗ này gặp rất là nhiều những dân chơi, gọi là dân chơi máu mặt luôn nè anh em. Để lát mình đi nha. Bây giờ mình cố gắng đi xong một trận này đã. Ok, chúng ta đối đầu với Senji nha anh em. Hiện tại theo cốt truyện thì hiện tại ở này thì chúng ta đang đi tới gọi là cái nhà ăn trên biển nha. Ui, Kuzan của mình thì mình mới học thêm skill cho đó, mình mới nâng cấp cho nên là nó có skill animation rồi nè, đó là chiêu kỹ băng hà nha. Ôi xì xì, quá đã loạn. Chiếc thuyền Kuzan trợ giúp mình. Ồ, vẫn không chết hết. Nói chung bọn này giờ nó mạnh lắm rồi nè, mà nó trâu, khá là trâu. Nhưng mà theo cốt truyện thì chỉ mới đi tới nhà ăn trên biển thôi, còn rất là cùi bắp luôn. Chưa tới ở lon nữa, thậm chí chưa tới ở lon nữa, huống chi là đòi tới hải quân anh em, còn rất là xa vời nha. Nói chung là về cái map này thì còn rất là dài luôn. Để mình xem được coi theo như phần thưởng thì nó tới tận bao nhiêu nha. Đây mình đã xong rồi nè. Giờ mình sẽ nhận được thêm một con tướng 5 sao nữa, quá đã. Tiếp theo là level 110, 120 và 125. Thì nói chung là muốn có được tướng tiếp theo thì phải đi 25 level nè, đi thêm 25 là được cái này nữa. Ui, như vậy là nó tới 175 là nó hết rồi nè anh em. Như vậy là chúng ta sẽ không có thêm nha. Ui, cái này nếu mà anh em nạp thẻ vô thì anh em sẽ nhận được rất là nhiều đồ bên dưới luôn nè. Quá trời kim cương luôn. Ồ, nhưng mà tiếc là mình sẽ không nạp nha. Ok ok. Cái này thì cần đi challenge boss bang, mà giờ mình chưa có bang thì làm sao mình đi đây, buồn thiệt chứ. Thế làm sao mà có nhiệm vụ đây không biết. Rồi ok, bây giờ thì chính thức vô mình quay luôn nha. Rồi 10 vé cho anh em xem luôn, hy vọng là nó sẽ ra một tướng cam. Ui, ra thiệt anh em ơi. Trời ơi, vậy là mình có 3 con 5 sao rồi. Không, nhưng mà chưa biết là quay ra con gì đây anh em ơi. Con gì đấy? Crocodile vậy thôi. Thanh niên Crocodile anh em ơi. Nhưng mà dù sao đây cũng là một thanh niên khá là mới nha, mình chưa có. Với lại nhìn mặt này anh em khá là sầu đời luôn. Nói chung là men tướng này nhìn mặt sao nó sầu đời thế nhờ. Ok, cũng ngon đây anh em ơi. Nói chung là sếp Crocodile anh em ơi, Sir Crocodile. Úi trời ơi, quá đã lương, quá đã lương. Nói chung được thêm tướng mới là mình vui rồi. Cái này thì, ủa, này đâu có gì đâu mà xong nó cứ hiện chấm đỏ thế nhờ, cày thế nhờ. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vô túi để mình lấy thêm 2 con nữa. Đây thì mình có 114 mảnh luôn nè. Tức là mình sẽ lấy được 2 con mát luôn nha anh em. Thì chúng ta sẽ làm ốp lắc một xíu nha, ốp lắc để ra con nào đó nó ghê ghê. Ốp lắc. Vãi nồi, như vậy là mình được Vista hoa kiếm với lại thanh niên Moria đây em ơi. Trời ơi vãi nồi, hai thanh niên này thật ra cũng đâu có gì ghê gớm đâu. Được chừng Zoro ghẻ này nữa này, được Usopp trẻ trâu với lại Don Cren. Trời ơi, cũng hơi đen nha, tính ra là hơi đen đấy anh em ơi. Kaku gì để ta, cái này là ghép lên hay sao? Tăng sao anh em ơi, tăng sao. Thằng Kaku này thì mình có thuộc thằng Kaku 4 sao với lại một thằng Kaku 4 sao nữa. Kèm theo đó là 4 con hero 4 sao và 3 hero 3 sao. Vậy này là mình ghép nó được Kaku 5 sao nha. Nhưng mà cũng không lên làm chi. Mấy đứa ghẻ này lên chi trời. Ok, nhận nhiệm vụ cái đã. Như vậy là hôm nay cũng không có con gì mới mẻ lắm. Được thêm 100k vàng với 12 gỗ. Chắc mình nâng thuyền luôn anh em ơi. Tại giờ dù sao thì thuyền nó cũng bị kẹt rồi, không có ban hội, không nên liên thôi khỏi đi, từ từ cũng được. Ok nha anh em, thì bây giờ mình chết qua tướng của mình nào. Chắc thay được Usopp Wano. Usopp Wano này thật ra đam cũng hơi yếu. Mình thay Usopp Wano để mình thay vô con nào vui vui cho anh em xem em. Ê, vô Crocodile đi anh em. Đấy, cho anh em xem Crocodile, nhìn khá là buồn cười luôn. Nhìn thanh niên này đúng hài hước luôn anh em ơi. Ok, trang bị cho nó luôn nè. Ui sao đồ cùi thế nhở? Thấy đồ hơi cùi nha. Level nè. Rồi, chắc mình phải nâng đồ cho nó quá. Làm đồ thôi em ơi, làm đồ thôi em ơi, chứ đồ vậy yếu quá. Kuzan thậm chí còn chưa có đồ này nữa nè, để mình làm đồ cho nó nha. Cái này mát được một cái hả? Này lên mát được quá trời luôn nè. Mát luôn đi. Đấy, làm mấy cái áo ngon ngon này mặc cho nó sướng. Ôi này mát được hai cái luôn nè. Ok, tiếp là dây chuyền. Nói chung là cứ nâng mát hết luôn đi anh em ơi. Mặc vô cho nó mạnh. Dây chuyền này thì chắc là kiểu nâng máu, tăng máu. Mấy dây chuyền sau anh em nhìn đạo. Ui dồi ôi. Mấy dây chuyền này là mấy dây chuyền 6 sao, 5 sao vậy nè. Ui nhìn khá là phê luôn. Ok. Bên đây là nhẫn hả? Nhẫn thì có vẻ là không nhiều lắm. Hết rồi. Wow. Còn cái nào mà nó sao nó còn vẫn còn hiển đỏ ta? Bên đây là vũ khí nha anh em. Làm luôn, làm hết luôn đi. Wow, hết rồi. Ok. Vậy thì mình ưu tiên nâng lấy cái đồ này cho Kuzan trước. Sau đó thì cho thằng Luffy, Buget với lại Crocodile nha anh em. Crocodile hơi yếu, mới level 40 thôi anh em ơi. Ok, vô xem skill Crocodile, không biết là đã họ có skill nổ chưa ta? Mình nghĩ là chưa có luôn quá. Thằng Cro này có vẻ chưa có skill nổ em ơi, thằng này có 3 skill thôi hả ta? À, 3 skill thì hình như là có vẻ là có rồi đấy. Làm sao để biết skill anti này nọ ta? ICC gì đây nè. Chiêu này là Lazy Zert. À, hình như là màu xanh. Ủa, không phải, chiêu nào cũng màu xanh mà. Ảo nồi thế nhờ. À, Passive skill. Ủa, hình như Passive skill là đúng á. Không phải luôn. Ảo thế nhờ. Rồi, mình đi đánh trận cho anh em xem. Đánh trong kia luôn đi, đánh trong kia luôn đi. Bây giờ mình sẽ leo tháp cho anh em xem, chỗ này đánh gặp bọn dân chơi thứ thiệt đã lắm nè, cho anh em xem skill nha. Thay Usopp ra. Usopp lúc đầu là bao nhiêu ta? 33k5. Bây giờ mình thay vô là 33k1, tính ra là yếu hơn Usopp cho anh em vãi nồi. Nhưng mà thôi kệ, làm một trận đi anh em ơi. Tăng cái này đi. Trong đây gặp tàn dân chơi máu mặt không nè anh em, cho anh em xem skill cho nó sướng. Ông gáp nè, ông gáp thể trẻ nè. Ok nha. Đủ, khá mạnh, khá mạnh. Xếp Cro, chuẩn bị tới xếp Cro đây em ơi. Xem thanh niên Cro thể hiện nào. Úi rồi lốc xoáy à, lốc xoáy cát à, giỡn thế nhờ. Ô búp, tướng búp. Iva là búp rồi, chắc chắn là tướng búp rồi. Ui, ông gáp ông được nhận nhiều búp dữ ta. Không biết skill ông như thế nào đây, chúng ta cùng chờ đợi xem nha. Ôi xui xui. Ủa sao này giờ chưa thấy bên kia đánh ta? Bên kia đứng đơ không vậy? Chắc là bị khống chế anh em ơi, ăn khống chế tới chết luôn. Trận này thì gặp Mihawk thôi, với lại Mr. 1. Rồi, nó xem skill nha. Chết cũng khá là nhanh, do tem mình quá mạnh anh em ơi. Do tem mình quá mạnh đi. Ủa, Cro này có vẻ chưa có skill nọ rồi. Ok, xem được cái skill nọ của Mihawk anh em ơi, đỡ ghiền. Ủa, thằng Buget bị choáng rồi anh em ơi. Bên kia cũng có Luffy ác mộng luôn kìa. Đấy. Quá đã luôn. Quá đã luôn. Rồi chết. Đu, chiêu này mới nè. Á đù, thằng này là Mr. 1 thời trẻ trâu anh em ơi, vãi nồi thật. Rồi, bye bye. Level tiếp theo. Ui, Kizaru, Zoro Wano và râu đen anh em ơi, quá đã luôn. Nhưng quan trọng là không biết có xem được skill nọ không đây. Hay là chết queo luôn thì hơi khổ. Chết luôn rồi sao kìa. Ôi giời ơi, tung skill đi, tung skill đi. Ui. Vãi nồi, râu đen chơi quả cầu bóng tối à. Con này thì băng rau trắng dùng để súng nè anh em. Kizaru vẫn đánh thường thôi. Ô Zoro đánh thường luôn à, chứ thì chết rồi. Không được xem skill nọ Zoro nè anh em ơi. Chúng ta sẽ đi thêm một vài level nữa cho tụi nó trâu hơn đi. Cho tụi nó trâu hơn, đánh cho nó sướng. Chưa có nọ à. Ui, râu đen nè. Ngon anh em ơi, chiêu này là hố đen hút nha. Kizaru dùng chiêu nọ đi. Ui, vẫn chưa dùng luôn. Như vậy là chúng ta thấy được một vài skill thường thôi. Đầu đen này có vẻ máu khá trâu đây, có thêm quả cầu gì đây anh em. có cái lớp giáp gọi là giáp bóng đêm búp trên cho ổng nè, nhưng mà vẫn chết nha. Trận tiếp theo có Bo Hancock anh em ơi, với lại ông Cross, ông bác sĩ của băng Roger nha anh em. Có Bo Hancock khá là xinh đẹp nè, nhưng mà không biết có xài skill nộ không đây. Đúng rồi, đánh nhau đây, đánh nhau đây. Hồi nãy mình có thêm ai nữa ta, Moria với lại Vista hai kiếm đúng không ta? Thì mình cũng không biết con nào có lợi nữa, cho nên thôi cứ tạm thời cứ mang đánh cho vui cái đã anh em ơi, từ từ tính tiếp. Thằng Zoro, ui, ông nội bơm máu kìa, vãi nồi, ông chơi nguyên cái mũi kim tim rất là to luôn. Bơm máu cực kỳ kinh dị nha anh em. Còn Bo này giờ chưa thấy đánh đấm gì ta. Chưa thấy Bo đánh đấm nha anh em ơi. Nhân tiện thì bên Fighting Pass thì chúng ta chuẩn bị chào đón Banner Bo anh em ơi. Ui, vãi nồi, mũi tên tình yêu. Có hóa đá không ta? Hình như là có mê hoặc thôi chứ không hóa đá. Chưa thấy hóa đá. Ui, ông Cross. Vãi nồi bóp máu. Ông nội này bác sĩ có khác nha, tại sẽ kêu bóp máu thôi. Nhân tiện thì bên One Piece Fighting Pass thì banner sau là Bo nè anh em. Thì không biết là tình hình anh em cập nhật thế nào rồi, anh em đã chuẩn bị được bao nhiêu vé rồi anh em ơi. Nói chung Bo này là Bo tam skip nè anh em. Bo này là Bo ở cuộc chiến hải quân nè. Mặc đồ này khá là đẹp nha anh em. Còn Bo mà ra bên Fighting Pass sắp tới thì chỉ là mặc đồ đỏ đỏ thôi anh em ơi, chứ chưa phải là đồ này nha. Có khi nào trận này thua không ta? Tại vì sắp mình thấy là nó hồi máu liên tục đấy, khá là căng. Ráng giết đường tăng cơ này là ok nè. Đấy, giết đường tăng cơ để bắt đầu dồn đam cho ông bác sĩ. Giết ông bác sĩ anh em, cho nó ông hồi máu ghê quá. Ông hồi máu ác quá. Ok, giết đi, giết đi. Ui, ông bắn được người ta mà ông còn hồi máu nữa. Ông nội này skill đúng định luôn. Mình mà quay được ông này thì ngon nha. Lấy cho tem mình búp là bao đã luôn á. Hỗn láo nè, hỗn láo nè. Ok rồi đó anh em ơi, mình thấy bắt đầu ok hơn rồi đó. Chết thằng tăng cơ đầu thấy ok rồi đó. Rồi Buget mình cũng đai luôn rồi. Tuyệt dài ông mặt trời. Ui nó xoáy cái gần nửa ống. Phải nồi. Ráng giết, ráng giết, ráng giết, ráng giết anh em ơi, ráng giết anh em ơi. Ráng đi, ráng đi. Hay rồi, hay rồi. Lại skill nộ đây. Quá đã luôn anh em ơi. Đánh trong đây thì nói chung là gặp được nhiều boss ngon lắm, cho nên thấy skill nộ rất là sướng. Ok rồi, ok rồi. Ui thằng Lưu Huy đánh con vợ à. Đánh con vợ yêu à. Ok, trận tiếp theo gặp Rayleigh, Zoro Wano anh em. Ui Kuma nữa, trận này có tương lai thấy được skill nè. Rồi, ok. Chúng ta cùng theo dõi skill nha. Á đù dữ vậy. Rayleigh dữ vậy. Á đù, Rayleigh đánh hoài vậy ta. Rayleigh đánh được hơi nhiều nha. Ui vãi nồi, Rayleigh đánh nữa. Đây là Mihawk anh em ơi. Zoro Wano, trời ơi, trời ơi. Ui, thanh niên nó phun ra laser hả? Vãi nồi vậy. Ôi trận này chắc mình thua rồi, thua thảm bại rồi anh em ơi. Nhưng mà quan trọng là mình thấy được skill nộ của các dân chơi bên này nha anh em. Cố gắng thấy được skill nộ là ngon. Skill đáo. Ui, đây là skill của Rayleigh. Skill vuốt kiếm và chém kiếm. Ui mèo ơi, ôi mèo ăn đòn. Ui rồi ôi, chiêu nộ, chiêu nộ. Vẫn chưa thấy chiêu nộ. Vẫn chưa thấy chiêu nộ của Zoro và Kuma anh em ơi. Quá buồn, quá buồn. Mày hả con, hỗn hả mày? Mày hả con, sức chiêu nộ đâu, sức chiêu đi. Sức chiêu đi, trước khi anh nổi giận. Ông Rayleigh cũng chém ác quá. Vãi nồi, cho nên này xài 2 lần rồi mà 2 thằng kia vẫn chưa xài. Hình như nó không có chiêu nộ sao quá anh em ơi. Đây là chiêu bàn tay gấu. Vẫn chưa có nộ luôn. Đợi chờ thêm xíu nữa anh em ơi. Thôi xong 2-3 tuần rồi mà vẫn chưa thấy xài là thấy có tình hình không ổn, là hình như nó không có luôn rồi sao á. Và cái game này thì có một cách để lấy Zoro Wano. Ồ chắc là trong đây nó không được xài rồi. Hơi buồn nha. Cũng như mình chơi đây thì mình cũng có một cách để lấy được Zoro Wano nha anh em. Thì chúng ta cần đạt 3 điều kiện thì mình đã đạt được 2 rồi. Còn một điều kiện nữa là phải nạp thẻ, cho nên thành ra mình không nạp thôi. Chứ nó không là mình cũng sẽ có Zoro Wano đấy. Thật ra con Zoro Wano này chứ mình với bạn China mình quay bừa cũng ra chứ. Bữa anh quay bừa ra luôn á, quay 1 lần miễn phí mỗi ngày. Ui, có skill nổi rồi. Quá đã anh em ơi, Zoro Wano. Giờ có Kuma chưa xài thôi. Kuma chắc nó không được xài rồi. Ok nha anh em, trận này thì có vẻ mình vẫn win đấy. Có vẻ là mình vẫn win nha anh em. Kuzan, thể hiện đi Kuzan. Vãi nồi. Vãi nồi, thua rồi anh em ơi. Thua rồi. Mình bị cướp tuôn hơi nhiều. Nhưng mà vẫn win anh em ơi. Rayleigh không chết. Cày thế nhờ. Win không. Rồi. Sao mình bị đánh liên hoàn vậy? Trong khi mình bị mất tuôn hả ta? Mình bị mất tuôn anh em à? Đánh ông Rayleigh kìa. Ông Rayleigh trắng máu rồi kìa. Hai. Win rồi. Win lên mày, win. Hỗn không mày, hỗn không? Mày hỗn với đô đốc hả mày? Thức Vũ Hải mà hỗn hả mày? Cái này dắt tăng máu cho vui nhờ. Ui da, ủa sao còn có mình vậy? Thế thì xong đời rồi. Cái gì đây? Xong đời rồi anh em ơi. Cái éo gì thế này nó hiện lên vậy anh em? Bật thế nhờ, chết luôn rồi. Chỉ nó hiện lên cái mình chích queo luôn, cay thiệt. Giờ cái này là cái gì đây? Để mình tắt nó đi nha anh em. Phải rồi, rồi ok. Nói chung là mình cũng được ít phần quà ở chỗ này. Ủa, không nhận được hả ta? Chắc là nó giới thiệu phần quà thôi hay sao ấy. Khó hiểu nha. Rồi, nói chung là đi thua sắp mắc liền rồi anh em ơi. Nhận nhiệm vụ cái đã. Ui cái gì đấy? Được 150 kim cương này. Nhìn chung thì hôm nay mình cũng được, nói chung là cũng được thêm 3 con mới đấy anh em. Còn Moria, con Vista Hoa Kiếm với lại con Crocodile. Nhìn chung thì cũng được. Nhìn thằng Crocodile ngáo quá anh em ơi. Giờ mình để thay nốt hai kia vô đánh cho anh em xem skill nha. Thay cho Luffy đi. Giờ mình thay Moria vô đi. Moria có vẻ hài hước nè. Đâu rồi Moria, đâu rồi? Đây đây đây, Moria thời niên thiếu anh em ơi, mặc cái đồ như kiểu là gọi là sao ta? Y như kiểu là nam tước hay gì đó kiểu vậy. Nói chung là kiểu nhà vua của cung điện hay sao á. Ui mình hết cái hết. Mình thậm chí mình không còn đủ cái này để mình lên level cho nó luôn, ảo thiệt. Đây, cho nó mang tạm này đi. Bây giờ là phải nâng thêm cái nữa để mình mới lấy được skill nọ anh em ơi. Cho nên để mình ráng kiếm thêm một ít điểm này coi. Điểm này thì kiếm được ở đâu ta? Chỗ này cũng có nè. Đi cái này cũng có hay sao nè. Đúng rồi, đi cái này có nè, để mình đi cái này nha. Ok, mình sẽ bắt vẫn đánh bằng trận hình này cho nó nhanh. Trong đây thì chỉ gặp mấy thằng cũ thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm. Đến này lần được nhiều cục đó ta. Ui cũng trâu thế nhờ. Đấy, đi mấy này mất thời gian lắm nơi. Đi mất thời gian lắm. Nó rất là lâu nha anh em. Ít ra thì bọn này nó vẫn yếu hơn bọn kia. Bọn trong tháp hồi nãy mình đi nó trâu vãi đái. Ồ, ở đây có cả Rayleigh này. Rayleigh với lại Vista Hoa Kiếm. Rồi đâu lạc loài chuyện ông Morgan nó cũng chui vô đây nữa. Mắc cười thiệt chứ. Holy shit, đóng băng, có đóng băng kìa anh em. Đóng băng được Luffy kìa. Ghê chưa? Anh em thấy skill của Kuzan ghê chưa? Đây là Kaku, Vista Hoa Kiếm. Quá đã. Vista Hoa Kiếm vuốt râu nha anh em. Ui, bộ hành cũng có nữa hả? Vãi nồi vậy. Mấy dân chơi cấp thấp như thế này mà cũng ủa cái vậy? Sao mình lại sẽ chơi chiếc thuyền của bắp này? À đù. Mình quên lưu chiếc thuyền mới anh em ơi. Nói chung là đi mỗi ải là chúng ta phải lưu chiếc thuyền mới. Thì ra là vậy. Là mình lưu chiếc thuyền cũ. Thằng Buget bị choáng mất rồi này. Cho nên nó bị gọi là khủy gối này đẹp. Nó bị khủy gối xuống này. Game cũng khá là hay nhờ. Bị choáng hay gì là bị có thay đổi cái hình dạng. Đó, giờ đứng lên lại. Quá ngon luôn. Thôi không biết là khi mà về Việt Nam thì nó như thế nào đây. Nói chung là mình chơi bên bản tiếng Anh thấy rất là ok đấy. Không biết là về Việt Nam như thế nào đây. Thì chúng ta cùng chờ đợi ngày 20 nha. Ngày 20 sẽ alpha test cho anh em. Thì để ngày 20 mình xem thử thế nào. Nếu mà ổn thì khi nào ra chính thức mình sẽ chơi. Còn nếu không ổn thì thôi. Không ổn thì thôi dẹp anh em ơi. Về Việt Nam thì cũng không tin tưởng lắm. Ui để rồi có 9 viên thế này. What the hell. 9 viên sao đủ để nâng cấp. Không đủ anh em ơi. Bỏ 20 kim cương để nhận hả. Thôi nhận làm gì. Ủa có quà nè. Ồ được 2 vé đấu trường. Hết rồi. Đây cho anh em xem chỗ này. Đây. Khi mà anh em đi tới level 75 là được thưởng một cái. Rồi đăng nhập cái tiếp theo được một cái là Usopp Wano nè. Và cái này thì anh em sẽ được thằng Brook Wano nha. Nhưng mà bắt buộc anh em phải nạp tiền nè. Phải nạp thẻ nha anh em. Thẻ lắm anh em phải nạp vào 158.000. Rồi sau đó anh em sẽ nhận được ba cái này là anh em sẽ nhận được Zoro Wano nha. Đấy mình đã 2/3 rồi nè. Đó là cách kiếm Zoro Wano free nha. Rất là ngon. Nhưng mà không free đâu. Cũng phải nạp 158.000 đấy. Rồi ok. Thôi giờ không nâng cấp được thì chịu rồi. À chà 41 viên à. Vãi nồi vậy. Có khi mình đi được thêm ải nữa không ta. Đi thêm ải nữa mới đủ. Thôi ráng đi thêm ải nữa đi. Ráng đi thêm ải nữa anh em ơi. Ráng thêm ải nữa đi. Ui có Law nè anh em ơi. Có Kid ve chai nữa. Ngon cho anh em xem skill nào. Kid thì chắc là kiểu chơi bàn tay sắt nhờ. Bàn tay ve chai. Còn Law là room hả ta. Law này là Law Revenger nha anh em. Law này là Law ở restaurant nè anh em. Quá đã luôn. Đủ, anh em thấy Zoro chưa? Hơi bị đỉnh. Nói chung là lúc mình chơi bên China thì cũng đã có Zoro Wano với Luffy Taro luôn nha. Anh em nào thích thì có thể quay lại những clip cũ của mình để xem nha. Chơi bản China. Anh em lên YouTube. Ui, vãi nồi Lo kìa. Ui, nó hồi nào. Đây là Ivankov. Quá đã luôn anh em ơi. Anh em lên YouTube anh em gõ game One Piece China thời niên thiếu là ra. Đơn giản là thôi. Rất là nhiều. Ui, lại chưa đổi thuyền à. Cái thuyền này yếu vậy nồi. Anh em gõ vậy lên ra hả? Đơn giản. Còn không anh em vô kênh mình luôn á. Vô kênh vô danh sách phát á. Danh sách phát thì anh em phải tìm. Tại vì mình có nhiều danh sách phát lắm. Anh em tìm tới danh sách phát One Piece China thời niên thiếu là ra. Thằng Kid nãy giờ bị đóng băng tội thế nhờ. Xem nó thể hiện skill nào anh em ơi. Chết. Không chết. Rồi cũng phải chết. Thằng Kid thì sao đây? Kid ơi. Úi già. Thằng Kid này dùng bàn tay ve chai thiệt anh em ơi. Úi kiếm. Kiếm của con Lo nhìn ảo đó. Ui chết rồi. Mình bị dính cái chiêu gì của con Lo này anh em. Anh em thấy trên đầu của bộ nhân vật mình có cái hiệu ứng giống như quả tim bị quả tim bị cất ở trong cái hộp không? Ảo thế nhờ. Chưa đó chắc của Lo rồi. Ok như vậy là chúng ta đã hạ được Zoro Wano. Bây giờ lại còn 3 đứa thôi. Á à, chà con này búp rồi. Bà Ivankov bà búp ghê quá. Búp với chúng tôi. Búp với chúng tôi. Lại đóng băng Kid. Quá tội cho Kid. Quá đen cho anh Kid không được dùng chiêu nọ luôn. Quá buồn cho một cuộc tình. Úi giò. Úi giò. Hai bà nè. Hai đứa này nó. Ui. Ui. Cái định mà nó hồi sinh thằng Kid luôn. Hồi sinh thằng Kid luôn em. Thằng Kid nó giả cho mình một cục Chibaku Tensei. Đầu đớn cõi lòng thiệt. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn win. Này thì Lo. Này thì Lo. Lo thì có Lo ở Wano nha anh em. Lo Wano cũng có rồi đấy. Ủa 9 viên đủ không ta? Phải nồi vậy. Không biết là đã đủ chưa. Mình sẽ nâng cấp nha. Ôi vừa chọn 50 viên luôn. Vãi nồi. Thật không thể tin nổi anh em ơi. Thật không thể tin nổi. Có thể trùng hợp như vậy. Và mình có thêm nhiệm vụ gì đây? 150 kim cương nữa hả? Ngon vậy. Túi của mình thì mình lại được thêm tướng này. Một con tướng 4 sao ngẫu nhiên. Ồ Senji. Rồi ok. Bây giờ thì mình sẽ đi cho anh em xem skill của Moria nha. Ok vậy. Cần đạt level 31 mới có thể đi tiếp được. Vãi nồi. Bây giờ nó yêu cầu level luôn anh em ơi. Ý được thêm nhiệm vụ rồi nè. Cày thế nhờ. Bây giờ thậm chí là nó còn bắt mình là lên level nữa nó mới cho đi. Cay thiệt chứ. Thôi vậy thì giờ mình sẽ đi trong đây luôn. Ủa có chỉnh trận hình đây. Mình sẽ cho Moria vô đây nha. Đó. Ui chưa chỉnh lại thuyền. Moria trong đây nhìn khá là mịn miệng và mập mạp nha. Không biết là có skill nọ chưa chứ. Mình sợ nó chưa có skill nọ thôi. Nhưng mà chắc có rồi. Tại vì tướng này là tướng kiểu có 3 skill. Cho nên là chắc là nâng kia là có rồi. Đu skill dơi em ơi. Skill dơi nha. Ngon ngon. Skill nọ là gì đây? Chúng ta cùng chờ đợi nào. Ôi phải đợi hơi nhiều tuần nữa đấy. 4 tuần nữa anh em ơi. 4 tuần nữa. 1 tuần. Tiếp theo là tới Zimbel. Sau đó tới Buget. Rồi mới tới Moria nha. Rồi. Tới Moria đây rồi. Vãi nồi. Skill nọ đâu bạn. Trời ơi bạn ơi. Dùng skill nọ đi. Đây có thể theo dõi tool của các nhân vật ở phía trên nhá. Như em thấy thì bây giờ có thằng Luffy rồi tới Kuzan, Zimbel, Buget đó. Kiểu vậy. Hy vọng là tool này có chiêu nọ cho mình xem, nếu không mình sẽ khá là thất vọng đấy. Vãi nồi. Thanh niên này tàn chơi dơi thế giờ. Thanh niên này có dòng họ như Batman không vậy? Chơi dơi không vậy? Trời ơi, dơi. Ok, mình sẽ chờ luôn tool này xem sao, coi thử tool này có đánh chiêu nọ hay không. Hết dơi tới tắc kè. Buồn thiệt chứ. Thôi như vậy là chắc là phải nâng chiêu kia mới có chiêu nọ rồi anh em ơi. Thử tool này coi. Nói chung là không thể nào mà để lâu như vậy được nữa anh em. Nói chung là tại vì nó không có nọ rồi. Hơi buồn. Đấy bó tay rồi. Ok. Nói chung hôm nay cũng sâu cho anh em xem được khá là nhiều skill của các con tướng đấy. Vậy là cũng khá là ok rồi. Mình còn thằng Vista nữa. Nhưng mà thằng Vista nãy anh em cũng thấy được ở bên kia rồi. Nên mình cũng không sâu lại nha. Ôi, giờ ngặt mình nói chung là cũng khá là phế phẩm. Cũng chả còn gì để chơi nữa. Không biết rồi nó sẽ ra sao. Có thể mình sẽ vứt ặt tại đây. Đợi nào ngày 8 mình nhận Domino Gou. Rồi mình sẽ sâu cho anh em xem lại. Cho anh em xem skill của Domino Gou rất là đẹp nha. Chiêu lòng chim rất là đẹp. Với lại hình dạng của Domino Gou này là cũng hình dạng kiểu thời trẻ nữa anh em. Nhìn rất là đẹp nha. Đây, anh em thấy hình dạng nó rất là thời trẻ rất là đẹp. Có thể xem chi tiết ở trong đây nè anh em. Hình như mình vừa được thêm tướng cho nên được thêm trái này. Có thêm một thằng này là Vista. Ok, cho anh em xem về cái thằng Binh Gâu nha. Đây, đây là full hình dạng của nó nha anh em. Hồi trẻ của nó như thế này. Nhưng mà lúc đó nhìn cũng mặt cũng chưa già lắm. Với lại kiểu mặc bộ đồ vest nha anh em. Đồ quý tộc anh em. Áo choàng của nó sau lưng thì vẫn vậy. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những clip sau nha. Đây là Law ở Wano nè anh em. Rất là đã luôn. Thậm chí là có cả Kaido này nọ nữa. Nhưng mà mấy con tướng đó thì mấy con tướng event. Tức là phải đợi có event thì mới quay ra được nó. Cũng hơi gọi là... Nói chung game này cũng khá là kiểu gọi là tích đó anh em. Gọi là tích vé để tới event quay đấy. Nhưng mà hết event xong thì nó không có vô tướng của chúng ta nữa. Nó mất tiêu luôn. Buồn thiệt.